sáng ngày thứ hai mình ở sẽ đi ăn sáng, mình ghé vào cái quán này là quán bún lương với các bạn. Mình thấy lạ so với ở thành phố Hồ Chí Minh rồi, mình cũng không có cái món này. Giờ thì bún mới được đem ra nè, trong đây là gồm có lương, giống như cái này là dạng như lương khô các bạn, dạng như là khô ấy, làm khô á, lương mà làm khô á, và có cái miếng nè, rau răm nè, hành phi nè, giá. Rồi bây giờ mình sẽ cho chanh ớt vô nha. Sẽ cho một miếng tắc vô nha, cho nó chua chua nha. Chút xíu ớt. Ớt. Ăn mình ăn ít ớt á. Một ít tỏi nữa nha. Tỏi ngâm nè. Nên mình trộn lên nha. Rồi mời các bạn thưởng thức cùng mình nha. Sẽ hấp một miếng nước lèo trước nha. Ốc sa tế ở đây cay cực kỳ luôn các bạn, mỗi có chút xíu mà cay. Cái vị của cái nước lèo là mặn ngọt ngọt mà vừa ăn các bạn. Đây, và đây là giá, gấp miếng giá như bún nha. Như miếng chứ. Có miếng nữa đó, ngọt mềm các bạn. Ăn thử luôn nha. Lương rất là thơm mà giòn giòn, cho là người ta làm khô cũng đã, chắc có chiên sấy hả, mình cảm thấy nó giòn mà nó thơm và có một ít gia vị trong đó rồi, trong cái khô lương của mình rồi, mà gia vị nó nhạt thôi, không phải là không có mặn. Ngon lắm các bạn. Nếu như mà nói về mà món lạ mà nên thưởng thức thì mình nghĩ món này cũng là một món để mình ra Hà Nội mình thưởng thức ha. Tại vì mình không có thời gian nhiều. Bây giờ là 8 giờ sáng rồi. Mình ăn sáng xong á, uống cà phê xong là 9 giờ là xe rước mình đi Vịnh Hạ Long lên du thuyền rồi. Nhưng mà mình ăn sáng đơn giản nha các bạn ha. Và hẹn gặp lại các bạn vào du thuyền Hạ Long ha. Các bạn, bây giờ thì mình đang ở trên xe limousine đi về Vịnh Hạ Long các bạn. Thì mình mới vừa lên xe, và xe này là xe limousine 1, 2, 4, 5, 6, 7 chỗ các bạn. 8, 9 chứ hả, ở trên. Mình đăng ký là cái xe này đi tới Vịnh Hạ Long luôn, cái nó tiện ha. Thì các bạn gặp lại lúc lên du thuyền nha. Giờ thì mình đã đến Vịnh Hạ Long nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đi bằng cái tàu trung chuyển này ra ngoài cái tàu thuyền 5 sao nha các bạn. Mời các bạn đi cùng mình nha. Úi trời 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 trời. Dính luôn cái ghế guốc trọng mà chết rồi, chết rồi. Trực trặc kỹ thuật rồi. Chỉ là trung chuyển ra tàu có cái lộn, cái tàu này chỉ là trung chuyển ra thuyền 5 sao thôi các bạn. Thuyền của mình là thuyền 5 sao chi. Đây là cáp treo đi cát bà nè các bạn ơi, dài ơi là dài luôn, từ bên đây mà nói qua đầu bên kia chắc cao 4 nhịp á. Đây hiện tại là khu vực của những chiếc du thuyền đậu nè các bạn, đậu mà chờ khách á. Chiếc bên đó là chiếc Ô Chiêu là cũng du thuyền dạng của mình đi á, nhưng mà mình không biết là số hiệu 03 không. Tại thuyền Ô Chiêu thì nó có tới 3-4 chiếc lận. Các bạn ơi, chiếc này là thuyền của mình luôn á, có mấy bạn ở trên tàu đang vẫy cha tay chào. Chào. Đi lên thuyền nha các bạn. Xin
quanh của cái thuyền. Và nước trên thuyền. We are on orchid number 3 this boat. My name is Ronald. Khi mà nghe phổ biến chương trình xong thì mình sẽ nhận phòng các bạn. Phòng của mình ở tầng 1 nè, 102 á. Phòng này luôn nè. Rồi, mời các bạn vào phòng nha. Rồi, phòng rất là đẹp luôn. Rồi, mình cắm chìa khóa vô cái đã, để cho này. Rồi, đây, bên đây là trước nha. Bên đây là phòng bồn tắm luôn, có rèm để kéo ra luôn nè các bạn. Wow, sáng sủa đẹp luôn, quá đẹp. Bên này là toilet nè, phòng tắm đứng luôn, đó là bồn tắm nằm ha. Và cái giường ngủ của mình thì nằm bên này các bạn ơi. Và có cả bàn trang điểm, tủ đồ và có một cái ghế sofa để mình thư giãn ngắm cảnh ha. Ngắm cảnh trên vịnh ha. Bây giờ mình đang tiến ra vịnh Hạ Long đó. Cái cảnh thì nó chưa được đẹp đâu. Mình kiểm tra coi bên trong đây tủ nó có gì nha các bạn. Đây là một cái tủ đứng để quần áo mà mình đã ủi rồi đó. Cách sắt và tủ lạnh luôn, rất là tiện luôn á, mà đẹp nữa. Tivi trên này các bạn ơi, đặt ở trên cao khi mà mình nằm ngủ mình có thể xem tivi luôn ha. Và bên đây là ban công của mình nè. Bây giờ đâu rồi? Ai trời ơi, mở ra ban công nè các bạn, có cái đồ gài luôn á để sợ khỏi phải bị đập cửa lại đó. Ôi rồi, trời, ban công rất là chill luôn á, ngắm cảnh đồ đẹp tuyệt vời ha. Rồi bây giờ là mình đã khám phá hết căn phòng của mình rồi các bạn.